Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món hủ tiếu gà chua cay. Ở đây thì mình sẽ dùng khoảng là 1 kg thịt gà nha. Gà thì mình đã chặt thành miếng vừa ăn rồi. Món này thì mình sẽ nấu gần giống như là kiểu lẩu Thái nha các bạn. Thì mình có là 2 trái cà chua thì mình sẽ sắc muối cao, 1/4 trái khóm thì mình sẽ cắt miếng như thế này, 1 ít ớt, sả cây thì mình sẽ cắt khúc đập dập, 1 củ hành tím chẻ đầu để nấu nước cho nó thơm nha, 1 ít củ riền. Mình sẽ dùng thêm củ riền thì mình nấu cho nó thơm, còn không có thì mình thay thế củ gừng cũng được. Nhưng mà có củ riền á, mình dùng củ riền thì sẽ đúng vị hơn. Một chai sốt lẩu Thái thì ở đây mình dùng hiệu Cholimex. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Một chai này là 280g thì mình sẽ nấu cho 1,5 lít nước. Còn nếu như mình nấu nhiều hơn thì mình nêm nếm gia vị mình sẽ điều chỉnh lại. Một ít nước cốt tắc hoặc các bạn thay thế bằng nước cốt chanh, khoảng 1 muỗng canh vung tỏi băm. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Tiếp theo mình sẽ đi ướp thịt gà nha. Mình sẽ dùng đường thốt nốt á, mình ướp cho nó ngon. À, nấu món lẩu Thái mình dùng đường thốt nốt thì nấu nó thơm, nó ngon hơn nha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Mình có thể là dùng đường cát trắng cũng được. Nhưng mà nếu như dùng đường cát trắng thì mình sẽ bớt lại một chút. Tại cái hậu đường thốt nốt thì nó sẽ không có ngọt như đường khác. 1 muỗng canh nước mắm. Mình sẽ cho hết cái chai lẩu Thái này vô để mình ướp nó luôn. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn ướp cho mình tầm khoảng 15 phút là được rồi, mình không cần phải ướp lâu. Ở đây thì mình sẽ nấu khoảng là 2 lít nước nha các bạn. Nước nó bắt đầu gần sôi rồi, mình sẽ cho sả vô nè. Cho sả với củ riền, hành tím, rồi khóm vô. Mình cho cái này mình nấu trước chút cho nó thơm nha. Mình sẽ để lửa vừa mình nấu nha các bạn, cho nó sôi liu riu thôi. Tiếp theo mình sẽ đi xào thịt gà nha. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo. Sau đó mình sẽ cho tỏi vô, mình phi cho nó vàng thơm lên. Tiếp tục cho gà vô. Mình sẽ để lửa lớn nha, mình xào cho gà nó săn lại, nó thơm lên. Sau khi mà gà nó săn lại đó, mình sẽ để lửa vừa các bạn. Mình nấu chút xíu để cho gia vị nó rút vô thịt gà, nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Mình để lửa nhỏ nhỏ liu riu thôi cũng được. Mình xào thêm được 5 phút nè các bạn. Mình thấy được rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình xào chung với cái nước sốt lẩu này nó thơm lắm luôn á. Nồi nước này nãy giờ mình nấu được 10 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho gà vô. Cho gà vô mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Khi nào nước nó sôi trở lại thì mình vẫn để lửa vừa cho nó sôi liu riu. Hôm nay nhà mình thì mình nấu theo kiểu mình ăn chung với hủ tiếu. Hoặc là các bạn nấu ăn với bún, mình nấu theo kiểu giống như là nấu lẩu. Nấu lẩu thì nó cần phải nhiều rau hơn. Mình cho thêm ớt vào đây. Mình nấu nãy giờ được thêm 20 phút rồi đó các bạn. Mình thấy thịt gà được rồi nè. Tùy theo gà mà thời gian nấu khác nhau á. Hoặc là các bạn thích ăn dai ăn mềm thì mình điều chỉnh thời gian nấu. Bây giờ mình sẽ cho cà chua vô. Cà chua thì mình sẽ cho sao nha, tại nó nhanh chín lắm. Về độ chua thì trong nước sốt lẩu thì nó cũng đã có vị chua rồi. Mình dùng thêm khóm rồi cà chua nữa thì mình thấy là nó gần như đủ nha. Mình sẽ thêm chút xíu nước cốt tắc thôi. Ăn chua nhiều thì các bạn dùng nhiều. Bây giờ mình sẽ nêm thêm vào đây, nêm thêm đường. Đường thốt nốt thì hồi nãy mình cho bao nhiêu đó là đủ rồi. Nếu như thiếu đường thì mình sẽ cho thêm đường cát trắng nha. Cho vào đây nửa muỗng canh đường cát trắng. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại. Khi mà mình nấu ăn với hủ tiếu á, thì gia vị mình sẽ nêm nó hơi khác mình ăn lẩu. Ăn lẩu thì mình nêm nó hơi đậm đà một chút. Còn ăn hủ tiếu thì mình nêm vừa phải thôi. Thì mình cho cà chua vô mình nấu tầm khoảng từ 2 đến 3 phút là được rồi. Hoặc là mình thả vô mình tắt bếp luôn cũng được.
Tại cái nước này nó còn nóng, một hồi nó sẽ chín cái cà chua. Hôm nay nhà mình ăn với cái sợi hủ tiếu bột lọc này. Cái này mình mua ở siêu thị Go, các bạn có thể là tìm mua ở Bách Hóa Xanh cũng có. Mình thấy cái loại này nó rất là ngon. Cái sợi nó giống như là sợi phở, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn sợi phở và dai hơn sợi phở. Thì do đặc tính của hủ tiếu là nó phải dai hơn sợi phở các bạn. Mình đã luộc rồi, thì để tiết kiệm thì các bạn có thể là mình ngâm nước khoảng nửa tiếng rồi mình luộc cho nó nhanh. Ngâm nước lạnh bình thường á. Và mình rửa sạch lại, sau khi luộc xong rửa sạch thì để ráo mình vắt ra thành từng miếng giống như là phở vậy đó. Mình sẽ chan nước vô nha. Nếu như mình thích ăn cay hơn thì mình sẽ cho ớt bột vô nha các bạn. Còn khẩu vị chung ở nhà thì mình sẽ nấu như thế nữa thôi. Còn ai ăn cay thì mình sẽ cho thêm. Hôm nay món này thì mình sẽ ăn kèm chung với giá, lá quế, ngò gai. Mình ăn kiểu giống như là mình ăn phở vậy đó các bạn. Nãy giờ mình lo chụp hình á, nên thành ra nó hơi nở, mình sẽ chan thêm miếng nước vô. Khi ăn thì mình sẽ cho giá, lá quế, ngò gai, mọi thứ một ít lên. Cái sợi hủ tiếu này ăn nó dai ngon lắm. Bạn nào chưa từng thử thì mình có thể thử nha. Thì thông thường mình ăn cái sợi hủ tiếu nó khá là nhỏ, mình có thể thử cái sợi hủ tiếu bột lọc này. Hôm nay mình nấu cái màu nó cũng rất là hấp dẫn nữa. Bây giờ mình sẽ thử cái phần nước trước. Về gia vị mình thấy nó được rồi đó các bạn, chua thanh. Do là mình nấu từ cái chai sốt nấu lẩu á, nên là mình không cần nêm quá nhiều gia vị nữa. Mình thấy cái hiệu của Cholimex này là cái loại lẩu Thái này ngon nè các bạn. Cái này mình không có nhận quảng cáo từ nhãn hàng nha, tại cái nào ngon thì mình nói. Giờ mình sẽ ăn thử cái sợi hủ tiếu này. Nó khá là dài á, nãy mình quên cắt. Khi luộc thì các bạn có thể mình cắt lại. Cái sợi hủ tiếu ăn cũng rất là ngon các bạn, dai ngon lắm. Nếu như các bạn làm món bát Thái á, các bạn có thể là dùng cái sợi hủ tiếu này để làm món bát Thái, ăn ngon lắm, mình cũng đã từng làm rồi. Nó dai, nó ngon hơn sợi phở nhiều, còn mình dùng sợi phở mà làm món bát Thái thì nó không hợp. Nó dễ bị bể nát lắm. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.